Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hảo. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh mở đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cần nhân rộng mô hình lò gạch dùng robot tăng công suất và giải phóng sức lao động. Nhiều địa phương chưa xử lý được vi phạm trên đất nông nghiệp do có sự né tránh và nể nang. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt 300 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hảo. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy huyện Văn Lâm. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin với các đại biểu về tình hình thời sự nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước, kết quả phát triển kinh tế xã hội, quân sự quốc phòng của quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019. Các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường vinh quang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm nên nhiều chiến thắng lịch sử, luôn chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các đại biểu cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nói chung đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến quý báu về xây dựng quân đội, nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, huyện Ân Thi vừa tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024. Với 174 hội viên, nhiệm kỳ qua, hội đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương đến hội viên. Hội đã phối hợp với các cấp các ngành và chính quyền địa phương tìm được 18 mộ liệt sĩ, tổ chức thăm tặng quà cho hai hội viên, hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà ấm tình đồng đội tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hội còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Mỹ đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2019. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Mỹ tổ chức 7 đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã thị trấn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 821 thanh niên trong diện khám tuyển sẽ được khám sàng lọc về thể lực, xét nghiệm máu, các chuyên khoa nội ngoại mắt. Hiện tại, 430 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe. Huyện Yên Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các thanh niên còn lại đến khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm công dân. Đến nay, toàn tỉnh còn khoảng 1.000 người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ xây dựng về nhà ở. Từ năm 2013 đến năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa xây mới được 3.700 nhà cho người có công và gia đình chính sách. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2018 đến nay đã hỗ trợ xây mới 310 nhà cho hộ nghèo. Hiện tại, tỉnh Hưng Yên còn khoảng 1.000 người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xuống cấp cần được hỗ trợ xây dựng. Tỉnh đã đang huy động nhiều nguồn lực để chung tay tiếp tục xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo nhằm mục đích chăm lo cho người có công và giúp đỡ hộ nghèo vượt lên khó khăn, vượt lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin dự báo thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh đại học năm 2020. Tại buổi tọa đàm, hơn 600 phụ huynh và học sinh khối lớp 12 toàn tỉnh đã được cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp để giúp học sinh có thông tin trong việc lựa chọn ngành nghề,
trường đào tạo phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội. Từ đó, tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc khi học sinh học không đúng nghề, góp phần khắc phục được sự mất cân đối trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh mở đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ đồng loạt ra quân nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020. Phòng giao thông đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện và các công cụ hỗ trợ để tập trung vào xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và thông qua các công tác tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm về pháp luật khác trên các tuyến giao thông, ví như là hành vi vận chuyển pháo nổ, rồi vận chuyển các hàng lậu, rồi là hàng cấm và cương quyết ngăn chặn xử lý những cái tụ điểm gây rối trật tự công cộng. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đua xe chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe xin vượt, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định, xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý. Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt trên 30.000 trường hợp với các vi phạm và phạt gần 15 tỷ đồng. Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 150 trường hợp vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đủ các điều kiện khi tham gia giao thông. Toàn bộ lực lượng và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng kiểm tra, xử lý tất cả các lỗi vi phạm giao thông theo quy định pháp luật. Trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Và chúng tôi sẽ kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các xe chở khách để cho an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép tập trung tại các tuyến đường bộ. Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân. Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển theo nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc các nhà thầu kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán với kho bạc nhà nước trong thời hạn 4 ngày kể từ khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ năm 2019 của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2019. Thời gian qua, một số nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh đưa robot vào thay thế lao động thủ công,
qua đó tạo ra sức cạnh tranh sản phẩm cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi sản xuất. Ông Hoàng Văn Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh, đơn vị đầu tư dây chuyền sản xuất gạch nung bằng robot đầu tiên của tỉnh Hưng Yên cho biết, từ tháng 8 năm 2018, công ty hoàn thành việc lắp đặt và chạy thử dây chuyền sản xuất gạch với sự tham gia của hai robot. Do tự động hóa trên 80% công đoạn nên ca sản xuất giảm từ 45 đến 60 công nhân, nâng được công suất lên từ 3 đến 5 lần phương pháp sản xuất gạch bán thủ công trước đây. Theo đó, một ngày, dây chuyền sản xuất từ 20 đến 25 vạn viên với chỉ từ 30 đến 45 lao động thay cho 110 đến 120 người như trước kia. Khi đưa cái hệ thống robot này vào là hiệu quả, làm rất có năng suất, tỷ lệ sản xuất ra gạch rất là đẹp, đem lại năng suất cho nhà máy. Và trong cái khi sản xuất công nghệ robot này là tránh tối thiểu được cái ô nhiễm môi trường vì các viên gạch sản xuất ra, viên nào được viên ấy không bị rơi vào. Tương tự như công ty Hoàng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuân Thịnh Phát ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đầu tư 3 robot và hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm gạch chất lượng cao. Do một ca chỉ cần 10 công nhân vận hành nên chủ động được nguồn nhân lực và giờ chạy máy. Công nghệ mới là nó ổn định, khi chúng tôi là sử dụng mà cái robot là nó làm cái giờ thấp điểm, cái là làm đêm để tận dụng cái điện, đó là rất lợi ích và chủ động được những cái việc làm, nó không phụ thuộc theo cái sự nhân công thủ công nữa. Tỉnh Hưng Yên hiện đang có hai công ty khác đang đầu tư công nghệ tự động hóa vào sản xuất gạch, qua đó góp phần nâng cao năng suất, năng lực của cơ sở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người lao động không còn phải bịt khẩu trang khi vận hành máy như làm gạch trước kia. Không có vấn đề gì mệt cả, vì mình không phải sức, không dùng sức. Bây giờ chỉ dùng máy nó tự nó, mình cài đặt nó là tự nó làm thôi. Mình chỉ ấn nút cái là xong thôi. Được biết, mức đầu tư trung bình một robot to Nhật Bản sản xuất là 3,5 tỷ đồng. Từ dây chuyền hiện đại, lương trung bình của một công nhân vận hành tại bộ phận đã được nâng từ 4 đến 5 triệu một tháng lên 7 đến 10 triệu đồng một tháng một người. Công nghệ mới đã tạo ra sự đột phá trong năng suất, giảm ô nhiễm môi trường nơi làm việc, đồng thời nâng cao sự cạnh tranh về giá thành, đáp ứng thời đại khoa học công nghệ bùng nổ như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các địa phương đều đã tổ chức giao quân giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn khá nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp chưa được xử lý. Vậy nguyên nhân vì sao dẫn đến thực trạng này? Phản ánh tại xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu và xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, hai trong số các địa phương hiện đang còn tồn tại nhiều vi phạm nhất tỉnh. Xã Hồng Tiến còn 104 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, trong đó có 76 trường hợp sau chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tức là sau ngày 16 tháng 3 năm 2016, với diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Có 70 trường hợp xây nhà xưởng và 18 hộ xây nhà ở kiên cố. Có trường hợp vi phạm xây nhà xưởng trái phép lên tới hàng nghìn mét vuông. Điều đáng nói là hiện xã vẫn chưa có kế hoạch hay giải pháp gì để xử lý, thậm chí đang có tư tưởng ỷ lại, trông chờ cấp trên. Thế còn lại thì những cái trường hợp vi phạm mà xây dựng các cái kho xưởng công trình rất là lớn, hàng nghìn mét vuông, mà công trình thì đã tồn tại là rất là nhiều năm rồi, rất là khó khăn. Cũng phải đề nghị là lãnh đạo Ủy ban Nhân huyện can thiệp bằng hồ sơ văn bản giấy tờ rồi hỗ trợ kinh phí thì mới có thể là tiến hành xử lý được. Với xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, hiện còn 20 trường hợp vi phạm với hình thức xây nhà ở kiên cố. Một nửa trong số đó vi phạm sau chỉ thị 02, tập trung chủ yếu ở thôn Tử Cầu. Lãnh đạo địa phương cho biết các trường hợp này đều nằm trong 139 lô đất do thôn Tử Cầu thu tiền từ năm 2003 theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Các hộ đều còn giữ được phiếu thu tiền, vì thế xã đang rất loay hoay, không có phương án xử lý. Anh em chúng tôi là cứ xuống thì người ta lại tranh thủ người ta nằm đêm. Nhưng chúng tôi mời lên trên này, người ta có cái lý do, người ta bảo chúng tôi nộp tiền cho thôn rồi. Rất khó khăn cho cái cách giải quyết của Ủy ban Nhân dân xã. Thực tế trên phần nào cho thấy nguyên nhân dẫn đến nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp chưa xử lý, chính là hệ quả từ công tác quản lý đất đai bị buông lỏng, cũng như sự thiếu kiên quyết trong việc ngăn chặn vi phạm của chính quyền cơ sở. Từ đó dẫn đến vi phạm nhiều, quy mô lớn, trong khi chính quyền xã coi như việc đã rồi hoặc đẩy trách nhiệm cho cơ chế hoặc các thế hệ trước.
Theo tổng hợp đoàn kiểm tra của tỉnh, ngày 20 tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh còn hàng nghìn trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó nhiều nhất là huyện Khoái Châu trên 2.000 trường hợp, huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên trên 500 trường hợp. Nhằm nâng cao ý thức và hành vi trong bảo vệ môi trường, thời gian qua xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào luôn chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, trong đó đã xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, góp phần đem lại diện mạo mới thêm khang trang, sạch đẹp. Hoạt động được hơn 4 năm, đến nay 8 trên 8 thôn của xã Dương Quang đều có tổ vệ sinh tự quản. Nhận thấy được lợi ích trong việc giữ gìn vệ sinh chung, tạo nếp sống văn minh và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, định kỳ thứ bảy hàng tuần, các thành viên trong tổ lại đi thu gom rác thải, quét dọn đường làng ngõ xóm, kết hợp tuyên truyền để người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình. Mỗi tổ đều do các trưởng thôn phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các thành viên tham gia, qua đó phát huy hiệu quả, đem lại môi trường xanh, sạch đẹp trong khu dân cư, góp phần thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương. Được sự nhất trí của Đảng và chính quyền, hàng tuần là chúng tôi sẽ cho tổ vệ sinh môi trường là quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đưa lên tập kết đúng vị trí quy định. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Lâm luôn chú trọng triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, ba sạch đến hội viên. Cuộc vận động đã góp phần tích cực trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Là một đơn vị điển hình của huyện Văn Lâm, trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, ba sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hưng đã đưa 8 tiêu chí vào cuộc vận động đi sâu vào đời sống của từng hội viên, gia đình trong xã bằng những cách làm sáng tạo cụ thể. Toàn xã thành lập trên 20 mô hình câu lạc bộ giữ gìn vệ sinh môi trường, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, không sinh con thứ ba. Nhờ đó, cuộc vận động đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả nhân dân, mọi người chung tay giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan làng xóm luôn được xanh, sạch đẹp. Chúng tôi cảm thấy phấn khởi là làng mình phát triển nên đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, trong gia đình ngoài ngõ cũng dọn vệ sinh sạch sẽ, cây cối là đều là cùng nhau là để chăm sóc. Phong trào này làm nên cho thôn xóm là đổi mới. Chi hội là cũng kết hợp với lại tất cả các ban ngành đoàn thể trong thôn phối kết hợp để tuyên truyền rộng rãi tới lại toàn thể các đoàn thể cũng như là nhân dân bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội là giảm, tỷ lệ sinh con thứ ba cũng giảm. Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Lâm đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ từng đơn vị thực hiện có hiệu quả từng tiêu chí. Từ đó, nhận thức của trẻ em phụ nữ được nâng lên, nhiều mô hình phong trào thi đua được trẻ em nhiệt tình hưởng ứng, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng. Điển hình là các cấp hội phụ nữ toàn huyện trồng được trên 200 tuyến đường hoa với chiều dài gần 7 km. Thực hiện nhiều loại hình tiết kiệm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, vận động trên 700 hộ gia đình hiến đất làm đường và ủng hộ trên 2,5 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới thì ngoài cái công việc mà chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động thông qua các cái hệ thống hội của chúng tôi thì chúng tôi cũng phối hợp tuyên truyền trên loa truyền thanh rồi biểu dương các cái điển hình trên các lĩnh vực thực hiện cuộc vận động. Rồi bên cạnh đó chúng tôi cũng tiếp tục duy trì nhân rộng các cái mô hình câu lạc bộ mà chúng tôi đã thành lập được và thành lập nhiều các câu lạc bộ mô hình hơn nữa để góp phần nâng cao các cái tiêu chí nông thôn mới mà chúng ta đã đạt được. Những kết quả của cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3 sạch ở huyện Văn Lâm đã giúp cho trẻ em vươn lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đồng thời góp phần đưa huyện Văn Lâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia trở thành huyện nông thôn mới năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên hiện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, tiêu chí môi trường vẫn là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Trong đó, vấn đề nước thải ở khu vực nông thôn thực sự là bài toán khó. Trước thực tế đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình tọa đàm nước thải nông thôn đâu là giải pháp để cùng góp tiếng nói giải bài toán trên. Chương trình là sự đối thoại thẳng thắn giữa người dân với ngành chức năng và chính quyền địa phương. Đặc biệt, có những thông tin ấn tượng góc nhìn đa chiều từ phía nhà khoa học Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nước Tưới Tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Chương trình đoạt bằng khen tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 tổ chức ở Khánh Hòa vừa qua. Vào lúc 20 giờ 15 phút hôm nay, chúng tôi sẽ phát chương trình tọa đàm này. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.